Năm 2017, Hồ Nhất Thiên vụt sáng trở thành sao nhờ vai diễn Giang Thần trong phim Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Những tưởng con đường sự nghiệp của anh sẽ phát triển thuận lợi, thì bất ngờ Hồ Nhất Thiên lại dính phải scandal tình cảm, khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng khá nhiều. Mới đây, Hồ Nhất Thiên trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Tích Hoa Chỉ đóng chung với nữ diễn viên Trương Tịnh Nghi. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim nhìn lại toàn bộ con đường diễn xuất của Hồ Nhất Thiên nhé! Hồ Nhất Thiên sinh năm 1993 tại Hàng Châu, Chiết Giang. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình hoàn hảo chuẩn soái ca ngôn tình với chiều cao 1m88, cùng khuôn mặt đẹp trai, đường nét mạnh mẽ, phẳng phất nét lạnh lùng. Hồ Nhất Thiên bước vào làng giải trí sau khi anh vừa tốt nghiệp đại học. Trước đó, anh từng có thời gian nghe theo ý kiến của bạn bè mà nhận công việc làm người mẫu. Vào một lần tình cờ, Hồ Nhất Thiên được truyền thông Hoa Sách để ý và khai thác tài năng. Năm 2016, Hồ Nhất Thiên đóng vai chính trong loạt phim ngắn Catchy. Cùng năm đó, anh chính thức ra mắt với vai diễn Âu Tuấn trong bộ phim Thần Tượng Hạ Chí Chưa Tới do Quách Kính Minh làm giám chế. Năm 2017, Hồ Nhất Thiên vụt sáng trở thành bạn trai quốc dân nhờ vai diễn Giang Thần trong bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Trở thành ngôi sao, chỉ sau một vai diễn. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triệu Kiền Kiền, Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp kể về câu chuyện tình yêu của đôi thanh mai trúc mã Giang Thần, Hồ Nhất Thiên và Trần Tiểu Hy, Thẩm Nguyệt. Giang Thần là một anh chàng học bá lạnh lùng, kiêu ngạo, còn Tiểu Hy lại là một cô gái dễ thương, tinh nghịch Trần Tiểu Hy, Thẩm Nguyệt. Trần Tiểu Hy thích Thẩm và nỗ lực theo đuổi Giang Thần từ lúc vào cấp 3, nhưng toàn nhận lại câu từ chối của Giang Thần. Dù vậy, cô cũng không từ bỏ, dường như mỗi nỗ lực của cô hay kể cả cuộc sống của cô đều xoay quanh Giang Thần. Thế nhưng kiên nhẫn của con người có giới hạn, Giang Thần nhiều lần vô ý tổn thương cô khiến cô phải chùn bước. Khi Trần Tiểu Hy bắt đầu lạnh nhạt và tránh mặt Giang Thần, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu và dần nhận ra tình cảm của mình. Lúc này, Giang Thần lại trở thành người theo đuổi Trần Tiểu Hy. Đây chính là bộ phim mang lại danh tiếng vượt bậc cho Hồ Nhất Thiên. Anh được xếp vào hàng những nam thần thanh xuân trong mộng của bao thiếu nữ khắp trong và ngoài nước. Các fan của bộ phim đã cho rằng anh ấy là Giang Thần trong lòng mọi người, anh ấy như thể bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Thậm chí, trong một thời gian dài câu nói thanh xuân nợ chúng ta một Giang Thần còn trở thành một trong những câu nói viral trên mạng xã hội. Trượt dài vì chuyện đời tư. Sau vai chính đầu tiên, Hồ Nhất Thiên được các nhà sản xuất để mắt và mời tham gia nhiều dự án. Các hợp đồng quảng cáo, phim ảnh cứ đến với nam diễn viên, giúp anh có những chuỗi ngày vô cùng bận rộn. Tuy nhiên, khi nhiều bộ phim của anh chàng vẫn chưa kịp phát sóng, thì Hồ Nhất Thiên lại gặp phải chuyện xui rủi. Năm 2018, nam diễn viên bất ngờ bị tố là cha nam, khiến dân tình không khỏi bàng hoàng. Anh bị bắt gặp vào khách sạn với một cô gái lạ, sau đó, hot girl mạng có tên là Bội Dã Bội đã xác nhận người vào khách sạn với anh chính là cô. Bội Dã Bội cũng lên tiếng tố Hồ Nhất Thiên lăng nhăng, qua lại với mình trong khi đang có bạn gái. Ngoài ra, cô còn tung một đoạn ghi âm mà qua đó, khán giả nghe được Hồ Nhất Thiên nói các bộ phim thanh xuân thường tìm nữ chính không đẹp, gián tiếp chê bai bạn diễn Thẩm Nguyệt không có nhan sắc. Vụ việc này ngay lập tức khiến các fan phim bị chấn động, nhiều người quay lưng không muốn ủng hộ anh chàng nữa. Một thời gian sau, Bội Dã Bội đã lên tiếng đính chính là do cô cố tình cắt câu lấy nghĩa, lèo lái dư luận để gieo tiếng xấu cho Hồ Nhất Thiên. Tuy đã được minh oan, nhưng có thể thấy sự việc năm ấy vẫn để lại những ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và sự nghiệp của Hồ Nhất Thiên, hình tượng nam thần thanh xuân của anh cũng đổ vỡ. Hành trình tìm lại hào quang. Năm 2019, Hồ Nhất Thiên tham gia vào bộ phim Cá Mực Hầm Mật. Anh đảm nhận vai diễn Ngô Bạch, em họ của nam chính Hàn Thương Ngôn. Ngô Bạch là một game thủ thiên tài, tính tình trầm ổn, có mối tình với đàn chị hơn tuổi. Cá Mực Hầm Mật vô cùng thành công đã tạo dựng tên tuổi của Lý Hiện và Dương Tử, đồng thời Hồ Nhất Thiên cũng nhận được sự quan tâm khá lớn. Tạo bước đà thuận lợi giúp anh chàng quay lại đường đua showbiz sau thời gian bị ảnh hưởng vì scandal. Sang đến năm 2020, Hồ Nhất Thiên xuất hiện trong bộ phim Trinh Thám Dân Quốc Kỳ Thám. Đây là vai diễn cho công chúng thấy được bước ngoặt về khả năng diễn xuất của Hồ Nhất Thiên cũng như hình tượng khác của Hồ Nhất Thiên. Trong phim, Hồ Nhất Thiên vào vai Đường Nghiêu, một sinh viên chuyên ngành toán học và y học. Đường Nghiêu sở hữu IQ cao, tư duy nhanh nhẹn và năng lực phân tích, suy luận logic rất mạnh. Trong cuộc sống hàng ngày, Đường Nghiêu hay tỏ vẻ nhát gan, tham tiền, thường xuyên thiếu tiền nhà, mỗi ngày đều đau đầu vì chuyện tiền nong. Nhưng thực tế, Đường Nghiêu là cậu ấm đích thực, con trai của một học giả nổi danh và xuất thân từ một gia đình danh giá ở Hải Ninh. Cùng năm 2020, bộ phim mới của Hồ Nhất Thiên là Tiểu Phong Bạo, Hoa Hồng của Thời Gian cũng đã được lên sóng và nhận được nhiều nhận xét tích cực từ khán giả. Tiểu Phong Bạo, Hoa Hồng của Thời Gian nói về mối quan hệ yêu hận,
tình thù giữa hai nhân vật Cao Sơn do Hồ Nhất Thiên đóng và Lâm Ốc do Kiều Hân đóng, cũng như những cuộc đấu đá lẫn nhau trên chốn thương trường vô cùng khốc liệt. Nhằm điều tra sự thật về cái chết của cha, Cao Sơn, Hồ Nhất Thiên quyết định xin vào công ty Ma Thiên để làm việc. Tại đây, anh phải lòng cô nàng thông minh, tài giỏi Tần Ốc, Kiều Hân. Sự xuất hiện của đối phương khiến kế hoạch của cả hai rẽ sang những bước ngoặt mới, như những hiểu lầm đã làm họ xa nhau. Hai năm sau, Cao Sơn tái ngộ người cũ, vì vấn vương tình cảm xưa, anh quyết định một lần nữa chinh phục trái tim cô nàng. Ngoài ra, trong năm 2020, bộ phim cổ trang đầu tay của Hồ Nhất Thiên là Tân Tuyệt Đại Song Kiều. Cốt truyện xoay quanh những ân oán của anh em sinh đôi Hoa Vô Khuyết, Hồ Nhất Thiên và Tiểu Ngư Nhi, Trần Chiết Viễn. Vì biến cố gia đình nên từ nhỏ đã thất lạc nhau. Khi trưởng thành, cả hai lại bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực dẫn đến bi kịch huynh đệ tương tàn. Bộ phim này từng được khán giả kỳ vọng sẽ giúp Hồ Nhất Thiên lột xác sau thời gian dài gắn liền với những vai diễn lạnh lùng, ít đòi hỏi về kỹ thuật diễn xuất. Đáng tiếc, tác phẩm lại gây nên nhiều tranh cãi vì tạo hình cổ trang không đẹp mắt cùng với diễn xuất đơ toàn tập của nam diễn viên. Phim mới được phát sóng liên tục. Năm 2021, Hồ Nhất Thiên có 3 bộ phim được lên sóng. Đầu tiên là bộ phim Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam, là phần tiếp theo của series Thanh Xuân Vườn Trường của Bát Nguyệt Trường An, bao gồm Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta, Xin Chào Ngày Xưa Ấy và Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam. Phim xoay quanh Lạc Chỉ, do Hồ Băng Khanh thủ vai, một cô gái bình thường thầm yêu mến chàng trai tài giỏi, ấm áp như ánh mặt trời là Thịnh Hoài Nam. Lạc Chỉ vẫn luôn cố gắng đuổi theo bước chân Thịnh Hoài Nam, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất. Sau đó trải qua nhiều cơ duyên, cuối cùng quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Nhưng quá trình trưởng thành và áp lực cuộc sống đã khiến hai người trải qua không ít thử thách. Tác phẩm nổi bật nhất của Hồ Nhất Thiên trong năm 2021 là Thân Ái Chí Ái. Đây là phần tiếp theo của Cá Mực Hầm Mật Từng Là Mưa Làm Gió màn ảnh nhỏ châu Á vào năm 2019. Phần 2 này xoay quanh nhân vật Ngô Bạch do Hồ Nhất Thiên đảm nhiệm và chuyện tình của anh với Ngải Tình, Lý Nhất Đồng. Ngô Bạch đã luôn yêu thầm Ngải Tình trong suốt nhiều năm. Vì Ngải Tình mà anh đã quyết định theo đuổi bộ môn eSports, trở thành tuyển thủ nổi tiếng và dần dần từng bước đến gần với người tình trong mộng của mình hơn. Sau đó, Hồ Nhất Thiên lại có bộ phim Thanh Xuân Tu Tảo Vi được lên sóng, trong phim Hồ Nhất Thiên vào vai chàng trai trẻ Trịnh Càn. Tại buổi lễ tốt nghiệp, Trịnh Càn từ chối lời cầu hôn của bạn gái Trình Tâm do Trung Sở Hy đóng. Sau đó, anh còn từ chức tại chỗ làm vì chán ghét sự tranh đấu ở đây. Anh cùng bạn bè mình lập công ty quảng cáo và đạt được thành công ngoài mong đợi. Khi công việc của anh dần khởi sắc, thì công ty của Trình Tâm lại gặp phải biến cố lớn. Khi đó, Trịnh Càn từ bỏ sự nghiệp của mình để giúp Trình Tâm vực dậy công ty. Cuối cùng, anh đạt được thành công ở cả sự nghiệp và tình yêu. Sang năm 2022, Hồ Nhất Thiên có đến 5 bộ phim được lên sóng là phim Xin Chào Tay Súng Thần hợp tác với Hình Phi, phim Bằng La Nhất Phiến Phong Vân Khởi hợp tác với Trương Nhược Nam, phim Dân Quốc Đại Trinh Thám hợp tác với Trương Hinh Dư, phim Siêu Thời Không Lãng Mạn hợp tác với Trần Ngọc Kỳ và phim Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy đóng cùng với Lương Khiết. Bộ phim Xin Chào Tay Súng Thiện Xạ kể về Thẩm Thanh Nguyên, một xạ thủ thiên tài. Khi còn nhỏ, cậu từng vô tình bắn trúng mẹ mình, khiến bà trở thành người thực vật. Do đó, cậu bị ám ảnh tâm lý nặng. Thông qua huấn luyện, Thẩm Thanh Nguyên có thể bắn súng không trượt phát nào. Nhưng vì ám ảnh lúc bé mà mỗi lần bắn súng, cậu đều sẽ tự trách bản thân và cảm thấy đau khổ. Phim Dân Quốc Đại Trinh Thám thuộc thể loại suy luận, hồi hợp lấy bối cảnh thời Dân Quốc. Trong phim, Hồ Nhất Thiên vào vai luật sư Tư Đồ Nhan. Tư Đồ Nhan rất căm ghét cái ác, bởi vì không muốn cúi đầu trước cường quyền nên anh đã từ chức và rời khỏi Bắc Kinh. Trên đường đến Cáp Nhĩ Tân gây dựng lại sự nghiệp, anh gặp phải vụ án mưu sát trên xe tốc hành Phương Đông và trở thành nghi phạm. Tư Đồ Nhan cố gắng điều tra chân tướng, giải trừ hiểm nghi cho mình. Phim Bằng La Nhất Phiến Phong Vân Khởi là một trong những bộ phim hay nhất do Hồ Nhất Thiên đóng vai chính. Bộ phim kể về câu chuyện sự yêu nước của phi công Trương Khải, thiếu nữ yêu nước Mạnh Hải Đường, Trương Nhược Nam và Bằng Lan Thất Quân Tử. Trương Khải là giáo viên của trường hàng không, có xuất thân từ gia đình trí thức. Khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, anh quyết tâm từ bỏ bút mực để trở thành phi công lái máy bay ném bom. Trên chiến trường, Trương Khải nhiều lần cứu Mạnh Hải Đường, người có hôn ước với anh từ nhỏ. Hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau. Bộ phim Siêu Thời Không Lãng Mạn có nội dung khá hấp dẫn. Nhân vật Hướng Tần Vũ do Hồ Nhất Thiên đóng là một minh tinh điện ảnh vào những năm 30 của thế kỷ trước. Trong một lần quay phim, Hướng Tần Vũ bị bắn trúng. Anh không chết mà xuyên không đến năm 2018. Tại đây, anh gặp Kim A Ngân, một biên kịch trẻ và là người hâm mộ của anh. Kim A Ngân đã giúp đỡ Hướng Tần Vũ làm quen với cuộc sống ở thời hiện đại và tìm cách đưa anh quay về thời Dân Quốc. Trong phim Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy, Hồ Nhất Thiên thủ vai Diệp Hàm,
một chủ biên tạp chí có tính kỷ luật cao và siêng năng. Cơ duyên đưa anh gặp gỡ cô giáo thể dục Lý Tiêu Tiêu. Diệp Hàm nhiều lần giúp Lý Tiêu Tiêu giải quyết những tình huống xấu hổ. Dần dần, anh có tình cảm với cô gái vụng về đáng yêu này, nhưng vết thương lòng trong quá khứ khiến anh không dám tiến tới. Những khoảng lặng dài và sự trở lại trong năm 2024. Dù hoạt động khá tích cực trong giai đoạn 2020 đến 2023, nhưng sự nghiệp của Hồ Nhất Thiên dường như không có thêm bước phát triển đột phá nào cả. Có hơn 10 bộ phim khác nhau được lên sóng, nhưng hình ảnh của Hồ Nhất Thiên lại bị đóng khung trong một số kiểu nhân vật nhất định. Đa phần các vai diễn của anh đều có chung một điểm, đó chính là thiết lập nhân vật soái ca lạnh lùng được nữ chính ngưỡng mộ. Còn ở trong Tân Tuyệt Đại Song Kiều, Hồ Nhất Thiên đã bị chê không phù hợp với tạo hình cổ trang, cho dù mọi người đều nhìn thấy được sự tiến bộ trong diễn xuất của anh. Nhưng hình tượng nhàm chán như bê nguyên từ những bộ phim khác vào cũng khiến người xem có phần ngao ngán. Năm 2023, Hồ Nhất Thiên dường như im hơi lặng tiếng, anh chỉ tham gia một số hoạt động giải trí cùng các sự kiện, chứ không có bộ phim nào của anh được lên sóng. Đầu năm 2024, Hồ Nhất Thiên quay trở lại với phim cổ trang, thể loại phim từng khiến anh bị chê bai thậm tệ vì những va vấp trong bộ phim Tuyệt Đại Song Kiêu năm 2020. Nhược điểm của nam diễn viên là biểu cảm thiếu đa dạng, đọc lời thoại mà mặt không thay đổi. Khuôn mặt Hồ Nhất Thiên hơi dài, nên các kiểu tóc trong phim cổ trang khiến anh kém sắc hơn bình thường. Hơn nữa, Tuyệt Đại Song Kiêu là tác phẩm kinh điển với nhân vật Hoa Vô Khuyết đã gắn với tên tuổi của nhiều diễn viên như Tạ Đình Phong, Tô Hữu Bằng, nên Hồ Nhất Thiên không tránh khỏi bị so sánh. Thất bại của vai diễn đã khiến diễn viên sinh năm 1993 bị đặt biệt danh Thánh Đơ và không dám nhận phim cổ trang một thời gian khá dài. So với Tuyệt Đại Song Kiêu, Hồ Nhất Thiên đã có nhiều tiến bộ về phần võ thuật khi nhập vai phim Tích Hoa Chỉ. Trong bộ phim này, đạo diễn đã sáng tạo nhiều góc quay mới lạ, đẹp mắt. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho diễn viên cũng như cảm xúc của người xem. Nhân vật của Hồ Nhất Thiên cũng có nhiều điểm đặc biệt khi xuất hiện với hai hình ảnh khác biệt. Là một chàng trai dịu dàng với em gái, với người mình yêu, nhưng lại là sát thủ lạnh lùng khi thực hiện các nhiệm vụ nhà vua giao phó. Sự đối lập này được nhấn mạnh trong màu sắc trang phục, đạo cụ của nhân vật và diễn xuất của Hồ Nhất Thiên. Dù không tạo được thành tích khủng, nhưng Tích Hoa Chỉ vẫn nhận được lời khen sau nửa chặng đường phát sóng. Người xem đánh giá Tích Hoa Chỉ có bối cảnh vô cùng đẹp mắt, màu phim ấm áp và trong trẻo. Bên cạnh đó, nội dung phim nhẹ nhàng nhưng không hề nhàm chán. Hy vọng sau Tích Hoa Chỉ, sự nghiệp của Hồ Nhất Thiên sẽ có nhiều sự khởi sắc, diễn xuất của anh cũng sẽ nhiều tiến bộ hơn. Bạn có ấn tượng như về nào về Hồ Nhất Thiên? Hãy để lại bình luận để chia sẻ với chúng mình nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like video và nhớ subscribe kênh của Cbiz Phim để theo dõi những thông tin mới nhất về những nghệ sĩ Cbiz khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. See you!